Đây, thầy quay video hướng dẫn một số câu ở đề số 1, đề 110 ấy, đề số 1 nhá. Ok. Câu số 33 nhá, thì câu này một chút. Gửi tiết kiệm vào ngân hàng lãi kép được không? Gửi với kỳ hạn 3 tháng thì nếu mà không trả liên tiếp mà cứ tính lãi bình thường ấy thì cái này thì theo công thức đó là nó là a nhân với 1 cộng x xì mũ n kiểu thế. Như vậy thì cái số tiền kỳ hạn 3 tháng đấy với lãi suất là 5,2% sau 2 năm thì ông ấy thay đổi phương thức trả góp à phương thức gửi, tức là gửi thành 6 tháng với lãi suất lại là cái này. Thì trước hết là các em tính xem là đầu tiên là 2 năm sau 2 năm đúng không? 2 năm thì lãi suất là 3 tháng, 3 tháng thì theo kỳ hạn 2 năm là sẽ bao nhiêu cái 3 tháng? Đúng không? 1 năm 12 tháng, như vậy là 2 năm sẽ là 24 tháng. 24 chia 3 là 8 kỳ hạn nhá. 8 kỳ hạn, như vậy nó sẽ là 500 nhân với lại 1 cộng với 5,2% mũ 8. Đó là sau 2 năm chúng ta được một số tiền là bấy nhiêu. Tiếp theo thì lại thay đổi phương án thành 6 tháng. Đấy, 6 tháng trong tính số tiền sau 5 năm gộp lại cho 6 tháng như vậy. Cái kỳ hạn 6 tháng này sẽ được thực hiện trong 3 năm. Đúng nhỉ? 3 năm sẽ là 36 tháng, 36 mà chia 6 là 6 kỳ hạn. 6 kỳ hạn như vậy chúng ta sẽ nhân tiếp với lại 1 cộng với 7,8% mũ 6 là ok. Đúng nhỉ? Vậy thôi nhỉ. Bạn nào quên thì chúng ta nên xem xét lại nhé, thì bản thân mình ghi nhớ lấy cái mấu chốt quan trọng này. Rồi ok, câu tiếp theo là câu 34. Như hôm vừa rồi thì thấy câu 34 là chúng ta sai khá như nhiều, rất ít bạn làm đúng. Mà thầy nghĩ thì những bạn làm đúng đó là những bạn nó khoanh bừa nó đúng thôi, theo cái số lượng kiểu đấy. Ok, bây giờ chúng ta xem câu này nó khó khăn như thế nào. Thì đúng ra trên lớp thì câu này có lẽ là thầy cũng chưa nói kỹ về cái chỗ này chút, cho nên là chúng ta bị vướng thôi nhá. Thì bây giờ chúng ta theo dõi một lần nữa cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy nó thực sự không khó khăn gì đâu nhá. Tìm để hàm số có số điểm cực trị nhiều nhất. Ok, hàm số này có số điểm cực trị nhiều nhất thì đối với hàm trị đối thì các em nhớ lại là số cực trị của nó ấy, thì là bằng số cực trị của cái hàm bên trong đấy cộng với số nghiệm bội lẽ của phương trình, đúng không? Đấy, số cực trị của hàm bên trong cộng với số nghiệm bội lẽ của phương trình. Thì các em có thể thấy được là số cực trị của hàm này ấy, nếu các em đặt x cộng 2020 bằng t thì cái cực trị của số cực trị của hàm f của x cộng 2020 cũng chính là số cực trị của hàm f t thôi, vì nó đều là bậc nhất cả, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ đếm hai cái, một là đếm số cực trị của cái hàm này, hai là đếm gì số nghiệm. Đấy, số nghiệm đúng không? Nhưng bây giờ thì người ta lại yêu cầu là gì? Số cực trị nhiều nhất, như vậy thì nó cái số cực trị của hàm trị đối nhiều nhất thì cái thằng này phải có số nghiệm nhiều nhất và số cực trị của nó cũng nhiều nhất luôn. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là khi mà nó đạt cái số nghiệm nhiều nhất, cái này mà đạt giá trị nhiều nhất, đấy, số nghiệm nó có nó nhiều nhất thì nó cũng đồng thời xảy ra số cực trị nhiều nhất luôn. Đấy, điều này nó thể hiện ở chỗ cái đoạn này này. Chỗ này các bạn ghi chép lại nha. Nếu như phương trình, ví dụ ở đây phương trình bậc 4 đi, có nhiều nhất là 4 nghiệm đúng không? Có nhiều nhất là 4 nghiệm thì đây 1 2 3 4. À, đúng như nhỉ? Nhiều bậc 4 có nhiều nhất là 4 nghiệm thì nó sẽ kiểu như là nó cắt tại đây tại 4 điểm 1 2 3 4 rồi, thì xóa bớt đi một cái. Đấy. Thì nếu như nó cắt tại đây tại 4 điểm thì tương ứng là nó bắt buộc phải có gì? Có 3 cực trị. Đúng không? Mà hàm bậc 4 đây rõ ràng là nhiều nhất cũng chỉ có 3 cực trị thôi. Y phải có nhiều nhất có 3 nghiệm phân biệt. Đấy, tức là thì khi mà nó đi nó cắt như thế này thì hình dung là nó có cực trị rồi. Và như vậy thì nếu như cái phương trình mà có nhiều nghiệm nhất thì nó đã bao quát luôn cái trường hợp là có số cực trị nhiều nhất. Ok, như vậy thì đây chúng ta sẽ có lẽ là cái cả phải ghi chú lại một cái ý, đó là
cái gì nhỉ? Nếu phương trình có nhiều nghiệm nhất thì nó có số cực trị nhiều nhất. Nhưng mà chiều ngược lại thì không chưa đúng nha. Các em có thể ghi lại cái đó nha. Đấy, tức là nếu có nhiều nghiệm nhất thì sẽ có số cực trị nhiều nhất. Ngược lại chưa đúng. Ok. Rồi, và như vậy thì có nghĩa là cái yêu cầu của bài toán này chỉ đơn giản là gì? Cái phương trình đấy, FT trừ 1 bằng 0 có nhiều nghiệm nhất thôi. Nhá. Phương trình FT trừ 1 bằng 0 tức là nó cũng giống như FX trừ 1 bằng 0. Đúng không? Và cái phương trình này khi các em cho nó FT trừ 1 bằng 0 ấy, các em có thể cô lập M được nhá. Các em có thể cô lập M được. Đấy, và sau khi cô lập M được thì mọi chuyện đều đơn giản. Tuy nhiên trong bài này thì cái việc khi mà các em cô lập M thầy vẫn nhắc lưu ý là bao giờ thế, trước khi cô lập M thì nó sẽ có dạng là AM bằng B. Đúng không? Nên là khi mà các bạn chia cho cái A là các bạn xét cẩn thận nhá. Nếu như cái trong cái A này bằng 0 đấy, mà nó xảy ra B bằng 0 thì đó là nghiệm, các bạn phải loại ra, nghe chưa? Cẩn thận cho đó thôi, ok. Rồi, đó là các bạn, lẽ là câu 34 là một câu coi như là câu khó trong cái đề này. Câu tiếp theo nữa có thể được coi là câu khó đó cũng là câu 35. Tuy nhiên câu 35 thì nếu các bạn thầy hướng dẫn chúng ta đoán được rồi thì chúng ta có thể đoán được nha. Bây giờ chúng ta xem câu 35 ta làm thế nào. Đáy là hình thoi cạnh bằng 2, BAD bằng 60 độ. Như vậy hình thoi này khá đặc biệt. Thông thường đề cho hình thoi thì nó sẽ là hai cái tam giác đều thôi nha. Các bạn có thể vẽ cái đó. Đấy, vẽ hai cái tam giác đều. Rồi góc BAD bằng 60 độ tức là góc ở đây bằng 60 độ. SA bằng SC, SA bằng SC thì và SBD vuông cân tại S, như vậy là hình chiếu của nó là đây luôn. Đó, S là SO vuông góc với đáy luôn. Dạ, yeah. SA bằng SC thì hình chiếu của S là trung trực của AC. Còn tam giác SBD vuông cân tại S tức là SB bằng SD thì cũng nằm trên trung trực của AC, được chưa? Như vậy là SO vuông góc với đáy. Còn E là trung điểm của SC. E là trung điểm của SC. Mặt phẳng P qua AE. Mặt phẳng P qua AE. Đấy, tức là nó chứa cái đường này. Và cắt hai cạnh SB SD lần lượt tại M và N. Thể tích lớn nhất V0. Đấy. Thì đây là nếu như cắt hai cạnh SB SD tức là cái việc của chúng ta tìm giao tuyến giữa chúng đúng không? Thì đây thực ra là cái AE này cắt SO tại đây một điểm này. Yeah. Và từ điểm này các bạn kẻ là chúng ta sẽ cắt tìm được điểm M và điểm N. Yeah. Một cái điểm M, một cái điểm N. Thầy vẽ cái hình hơi nhỏ cho nên là thầy ngại đánh số rồi nha. Yeah, M, N. Yêu cầu là thể tích V0 lớn nhất của cái khối đa diện ABC, ABCD, rồi NEM, NEM. Rồi ok. Là, tức là cái phần dưới của cái hình này đúng không? Phần dưới. Ok, thì trong cái bài này ấy, các bạn thấy là khi liên quan tới giá trị lớn nhất và nhỏ nhất thì như đã nói là thông thường nó đạt tại biên hoặc đạt tại tâm. Ok. Điều đó có nghĩa là cái MN này này, các bạn đã thấy là nó mang tính cân đối đúng không? Tức là khi MN chạy ấy thì chúng ta sẽ thấy được là hoặc nó sẽ chạy song song với BD, là một trường hợp rất là đặc biệt. Do đó thì giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất nó có thể đạt được khi cái MN này song song với BD này. Đó là một trường hợp. Mà trong trường hợp MN song song với BD các bạn thấy không? Tỷ lệ chắc là chúng ta sẽ tính được ngay cái tỷ lệ thể tích đúng không? Nhá. Đó, thì các bạn xét cái trường hợp MN song song với BD để chúng ta tính cái tỷ lệ thể tích. Do cái tính cân đối thôi, tại tâm tức là nó có một cái tính cân đối để chúng ta đoán được ở đó là MN song song BD. Một trường hợp tại biên nó là gì? Tức là MN chạy trên đây thì chúng ta thấy là trường hợp tại biên là trường hợp mà M nó trùng với B. Đấy, thì N nó là trung điểm của SD. Hoặc ngược lại, N trùng với D thì M sẽ là trung điểm của SB. Đúng không? Vì nó đi qua cái điểm này mà. MN đi qua cái điểm này. Đó. Thì chúng ta hai cái trường hợp đấy sẽ là một trường hợp lớn nhất và một trường hợp là bé nhất. Thì các bạn chỉ cần xét riêng hai trường hợp đấy là chúng ta sẽ có kết quả. Nha. Còn tất nhiên nếu chúng ta làm bình thường cũng được. Đấy, tức là chúng ta đặt cái tỷ lệ thì chúng ta vẫn tính toán ok. Nhưng thôi, để đạt tỷ lệ như thế nào thì thôi, có cái thời gian lên lớp thầy thích gì thầy nói kỹ hơn nha, ok.
Đó, thì chúng ta có thể đoán được, và khi đoán được thì cái thể tích của nó chúng ta cũng có thể tính được, đúng không? Rồi. Câu tiếp theo. Ta xem câu nào hay. Rồi, 36 không vấn đề gì, 37. 37 thì lấy tích phân từng phần thôi đúng không? Không vấn đề gì. Rồi, câu 38 này nào. Rồi, số phức Z có module nhỏ nhất. Đấy, Z có module nhỏ nhất, như vậy thì ta có là module của Z. Đúng không? Theo bình thường nó là A bình cộng B bình, đại số là A bình cộng B bình. Còn về mặt hình học nó là đường tròn tâm mô, đúng không? Còn bán kính bằng bao nhiêu chưa biết. Bán kính chính là module của nó đấy. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem xét cái yêu cầu này. Z trừ 1 và Z ngang trừ 2 cộng 2i là số thực. Thì cái này chúng ta thấy là về mặt hình học chúng ta chưa nhìn ra cái gì, thì chúng ta sẽ suy luận từ kiểu đại số, đúng không? Tức là ta thay Z bằng A cộng BI. Thì thay Z bằng A cộng BI thì bản thân cái này nó là cái gì? Thì các bạn thay vào A cộng BI. Ta thay tách luôn phần thực ra nha. Phần thực sẽ là A trừ 1. Phần áo sẽ là B, đúng không? Z ngang sẽ là A trừ BI. Như vậy phần thực là A. Và phần áo sẽ là trừ B. Trừ B với 2 đây nữa là thành là thầy viết 22 trừ B. Ok, như vậy cái này là đây. Bây giờ người ta yêu cầu nó là số thực. Là số thực tức là chúng ta cho cái phần ảo nó bằng 0 là được. Tức là ở đây thầy chỉ cần tìm cái phần ảo thôi. Phần ảo đây nguyên tắc là lấy gì? Lấy cái thực này nhân với chữ y này. Tức là chúng ta sẽ có A trừ 1 nhân với 2 trừ B. Đúng không? Là cái phần ảo nhá, thầy không viết cái y vào. Phần ảo là tương tự thì BI nhân với A thì sẽ cộng với AB. Đúng không? Không viết cái y vào, đây chính là phần ảo. Và nó là số thực, tức là cái phần ảo này cho bằng 0. Vâng, và cái này các bạn cho bằng 0 thì thấy là để dài chúng ta có được đây là 2A này cộng B này trừ 2 bằng 0. Ok, đến đây. Đúng không? Đến đây mà yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của thằng này. Thì bây giờ các bạn thích làm hình học hay đại số đều được nha. Ví dụ cái đại số nó sẽ dễ hiểu này. Là các bạn thế B bằng 2 trừ 2A vào đây. Rồi tìm giá trị nhỏ nhất của nó theo tân thức bậc 2. Ok, đúng không? Hoặc các em xem cái này là đường tròn X bình cộng Y bình bằng mô đun của Z. Đúng không? Đường tròn tâm OO bán kính là căn mô đun của Z. Và đây là đường thẳng 2X cộng Y trừ 2 bằng 0. Thì cũng được. Đường tròn với đường thẳng có điểm chung khi nào? Thì chúng ta cũng tìm ra được giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của nó. Thế nhá. Rồi, đó là câu 38. Rồi, tiếp theo câu 39. Rồi, câu 39 thì có lẽ là cũng gặp khá là nhiều. Tuy nhiên thì vẫn nói lại một chút. Người ta yêu cầu đồng biến trên 0,1. Thì đầu tiên y phẩy lớn 0. Đó, y phẩy là 2 trừ m lớn 0. Điều kiện thứ hai là cái... điều kiện đầu tiên chắc ok rồi. Điều kiện thứ hai đó là cái tập xác định nó phải thỏa mãn là trên cái 0,1 này. Đúng không? Nó phải thỏa mãn cái 0,1 này. Thì tập xác định bây giờ các bạn em để ý này. Thông thường thì chúng ta sẽ rút là x là bằng x khác gì nhỉ? X khác trừ 2 trên m. Tuy nhiên các bạn để ý là chúng ta chỉ rút được khi m nó khác 0 thôi. Do đó thì trong bài này chúng ta phải xét riêng cái trường hợp m bằng 0 nhá. Đấy, tức là khi m bằng 0 thì sao? Khi m bằng 0 thì nó không có điều kiện gì cho x cả. Đấy. Như vậy thì ta chỉ cần kiểm tra khi m bằng 0 thì y phẩy của nó lúc nãy nó có dương hay không là ok. Đó, như vậy thì khi m bằng 0 chúng ta chỉ cần kiểm tra mình y phẩy nhá. Còn khi m khác 0 thì điều kiện của nó là cái này. Thì chúng ta sẽ không cho nó thuộc cái khoảng 0,1 là ok. Đúng không? Tuy nhiên cái bài này thì các bạn dễ giải sai chỗ này nhá. Đấy. Từ đây này thầy lấy cái y phẩy cho các bạn nhìn là 2 trừ m này. 2 trừ m lớn 0 này. Ok, 2 trừ m lớn 0, m bằng 0 là thỏa mãn này. Và trường hợp là m khác 0 thì chúng ta được cái này. Tức là trừ 2 trên m nhõn bằng 0. Hoặc là trừ 2 trên m lớn hơn hoặc bằng 1, đúng không? Cái trừ 2 trên m nhõn bằng 0 thì dễ dàng chúng ta giải được là m lớn 0 rồi. Được chưa? Nhớ đây là hoặc nha, tí các bạn lấy trục số nha. Còn cái bất phương trình ở dưới này các bạn dễ dạy sai lắm nha. Nếu quy đồng khử mẫu là đứt luôn nha. Đấy, các bạn hay dạy sai chỗ này. Mà chúng ta không quy đồng khử mẫu thì chúng ta chuyển vế và kẻ trục số thôi nha. Chuyển vế quy đồng rồi kẻ trục số. Tức là chúng ta sẽ được trừ 2 trừ m này trên m này lớn bằng 0 và kẻ trục số thì chúng ta được kết quả nó đúng hơn.
chứ đừng có quy đồng khử mẫu chỗ này. Rồi ok. Đấy. Câu tiếp theo là câu số 40. Hàm số fx liên tục và thỏa mãn điều kiện này, giá trị của tích phân là đây, yêu cầu tính giá trị tích phân này. Thì câu này có lẽ là sẽ gây chúng ta khó khăn, bởi vì là chúng ta ít gặp. Theo cái suy luận là thông thường là chúng ta sẽ lấy luôn tích phân từ 1/2 đến 2 của cái thằng này, đúng không? Tuy nhiên là để xuất hiện được cái x fx thì có vẻ là hơi bị lộn xộn đấy. Tuy nhiên thì đây cũng có cái điểm mấu chốt mà chúng ta có thể nghĩ tới, đó là cái gì? 1/x, nó có 1/x trên e, trong f thì chúng ta có thể đặt đó là t. Đấy, nếu các bạn đặt là t thì chúng ta sẽ được một cái đó là ft này. 1/x bằng t nhé. Thì x sẽ là 1/t đúng không? X sẽ là 1/t cộng với 2 lần ft này sẽ bằng gì? Bằng 1/t, ok. Thì cái bài này thực ra nó là có một cái bài phương trình hàm cơ bản nhé. Các bạn có f1/t cộng 2ft bằng t, thì thực ra các bạn cũng có là f của gì? 1/x cộng với 2fx thì bằng 1/x, đúng không? Đấy, thì hai cái này có là chúng ta xong rồi. Đây là một bài toán phương trình hàm, nó khá chỉ là cơ bản. Ta từ hai phương trình này thì xem fx là ẩn và xem f của 1/x là ẩn tiếp, thì nó có hai ẩn, hai phương trình nhá. Đấy, thì trừ khéo léo đi chúng ta sẽ giải luôn được fx bằng cái gì, đúng không? Đấy, ta là chúng ta sẽ tìm luôn được fx là cái gì. Và khi tìm luôn được fx là cái gì thì thế vào đây là ok. Đấy, nó hơi khác so với các bài trước mà chúng ta hay làm, đó là cứ nhìn thấy cận này chúng ta bê luôn vào đó, đúng không? Thế thôi nha. Ok, câu số tiếp theo, số 41. Cho anh chóp SABC có đáy là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với đáy. Rồi, vẽ cho đâu được nha. Rồi, vẽ nhỏ nhỏ đây nha các bạn, chủ khó theo dõi tí hay. SA vuông góc với đáy. Đây, tam giác vuông tại B, SA vuông góc với đáy. SC tạo với đáy một góc 30 độ. Điều này có nghĩa là ta cái hình này biết hết rồi, đúng không? Gọi M là trung điểm của AC. M là trung điểm của AC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SM. Đường thẳng AB và đường thẳng SM. Rồi, ok. Có lẽ cái này cũng chắc là không khó khăn gì cho chúng ta nhiều nha. Đường thẳng AB và đường thẳng SM, đúng không? Thì thông thường chúng ta sẽ kẻ song song với một trong hai cái đó, thì ta kẻ song song với đường trong đáy là đẹp, đúng không? Đấy, chúng ta có thể kẻ song song với đường trong đáy, thì kẻ song song với đường trong đáy là được trung điểm của BC là N đi. Đấy, đúng không? Thì nó được mặt phẳng S, SNM. Như vậy thì khoảng cách nó sẽ là khoảng cách từ A, từ A là điểm đẹp luôn, đúng không? Đến mặt phẳng SMN. Được chưa? Từ A đến mặt phẳng SMN thì gì? Chỉ cần hạ từ A vuông góc xuống MN. A vuông góc MN thì các bạn có thể vẽ ra đây, em sẽ thấy rõ hơn này. Cái nếu bạn nào tưởng tượng kém thôi nha. Thì đây là B, AC, đúng không? Đây là M, đây là N. Như vậy từ A mà vuông góc xuống MN thì chắc là đây luôn. Ok, thì đây là K chẳng hạn. Đấy, thì 1 trên khoảng cách sẽ bằng 1 trên AK bình cộng 1 trên AS bình. Ok, như vậy là không khó khăn gì nhiều nha. Rồi tiếp theo câu 42. Một hộp chứa 12 tấm thẻ đánh số tự nhiên từ 1 đến 12, ngẫu nhiên 3 tấm thẻ. Rồi, không gian mẫu là gì? C3 của 12 luôn đúng không? Lấy 3 số bất kỳ, xác suất để tích là số chẵn. Tích là số chẵn thì 3 số đó phải như thế nào? Chẵn cá là một trường hợp. Gì nữa? 2 chẵn, 1 lẻ cũng là chẵn đúng không? Tích lại vẫn chẵn, ok. Một số chẵn cũng chẵn luôn. Như vậy là để tích 3 số chẵn thì có 3 trường hợp đấy, hoặc là 1 chẵn, 2 lẻ, 2 chẵn, 1 lẻ và 3 chẵn. Đó, có 3 trường hợp như thế. Hoặc các em có thể làm phần bù nó nhanh hơn. Đấy, phần bù tức là cái mà để cho ra số chẵn thì toàn lẻ cả. Cái bù của nó, phần bù của nó là lẻ cả là ok. Đúng không? Cũng được nha. Như vậy câu này cũng không có gì khó khăn nhiều. Rồi câu số 43. Tập nghiệm của cái bất phương trình. Rồi câu này thì có lẽ không khó khăn gì đúng không? Biên độ bình thường mà gọi thế nào bí quá thử xong hả?
Rồi câu tiếp theo, câu số 44. Hay câu này thì trong cái đề mà thầy, cái tập đề mà thầy đang hướng dẫn là có rồi này. Về nhà không biết là các em đã thử làm chưa, đúng không? Đúng không? Cái yêu cầu bài toán nó trở thành là diện tích của thằng này bằng thằng này, đúng không? Diện tích thằng này bằng thằng này, hay là diện tích từ đây đến đây, đúng không? Thì gọi đây là nghiệm của nó là x2, đây là x1. Thì nó sẽ tương đương với là tích phân từ 0 đến gì? X2, đúng không? Của cái thằng này bằng 0. Đấy, tức là của thằng x xì mũ 4 trừ đi 3x bình cộng m bằng 0. Thế thôi. Đúng nha. Đấy, giả sử như đây thôi, đặt x2 nó xấu xấu thì đặt nó là a đi cũng chả sao, đúng không? Với a đây là một số lớn không nha. Đấy thì đây đúng không? Thì chúng ta sẽ được một phương trình là gì? Nếu thay vào là tính ra sẽ là a mũ 5 này trên 5 này cộng với a, xin lỗi, trừ đi gì? A mũ 3 này. Lấy nguyên hàm và thế vào mà. Cộng với MA này bằng 0 này, một phương trình này. Phương trình thứ hai, a này là nghiệm của cái thằng fx này với trục OX. Nghiệm của nó tức là a mũ 4 này trừ đi 3a bình cộng m bằng 0. Và giải hệ này là chúng ta ra được a. Ok không? Ôi giời, thầy lấy a nó trùng với đây nhá. Các bạn có thể lấy cái khác đi, t đi nhá. Rồi lấy trùng một chút, được chưa? Để thầy lấy, xin lỗi là lấy hơi trùng. Rồi giải hệ này thì không khó khăn để chúng ta giải nhá. Giải ra là chúng ta sẽ tìm được m. Ok. Tiếp theo là câu số 45. Cho một cái hàm số như này, gọi S là thừa tất cả giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Ok, chúng ta xem xét nào. Cái bất phương trình đây là m2 mũ fx, 2 mũ x, còn cái này sao trong sao nó không cho luôn đây là fx đi nhỉ? Ở đây giỏi lắm là fx. Chỗ này là fx cộng 1 đúng không? Fx cộng 1. Chúng ta sao không cho luôn fx cộng 1 đi nhỉ? Rồi ok. Bây giờ người ta yêu cầu cái bất phương trình này nghiệm đúng với mọi x mà cái ngoặc đằng trước thì có chứa tham số, còn cái đằng sau này thì không chứa tham số. Do đó thì ta có thể cái giải cái ngoặc đằng sau trước, đúng không? Vâng, giải cái ta xem cái giải thì dĩ nhiên là giải bất phương trình thì các bạn sẽ dựa vào phương trình. Do đó thì giải cái phương trình này trước đi. Phương trình này là 2 mũ gì? 2 mũ f cộng 1 bằng 2. Như vậy dẫn tới là f đây bằng 0. Phương trình f bằng 0, đúng không? À, bây giờ thì chúng ta đi giải cái phương trình f bằng 0. F bằng 0 là cái này. F bằng 0 là cái này. Ui, thầy không có máy tính rồi. Không biết f bằng 0 là x nó bằng bao nhiêu. Chờ chút nha. Ok, lấy cái máy tính ra đi kiểm tra cái nghiệm phương trình này thì nó khá là xấu các em ạ. Nó xấu thì nó sẽ gây khó khăn cho chúng ta một chút nhá. Tuy nhiên thì có thể thấy như thế này, nó xấu nhưng nó tới ba nghiệm xấu liền. Thầy giả sử đây, thầy phân tích này, thầy giả sử như là cái phương trình này nó mà có x bằng 1 mà là nghiệm đơn, ở đây có ba nghiệm đơn nhưng ba nghiệm đơn xấu cả, thì chúng ta sẽ như này này. Nếu đưa đây là cái nghiệm đơn, x bằng 1 là nghiệm đơn chẳng hạn, nó nghiệm xấu nhá, nó không phải nghiệm đơn nha. X bằng 1 là nghiệm đơn chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy như này. À, để cho nhọn bằng 0 luôn đúng, đúng không? Cái từ nghiệm đúng với mọi x này thì dẫn tới cái x bằng 1 này nó phải là nghiệm kép thì mới được, tức là bên trong này nó phải nhận x bằng 1 là nghiệm nữa. Các em hiểu ý không? Ok không? À, như vậy thì cái trong cái bài này này thì cái này nó sinh ra tới ba nghiệm đơn này. Ba nghiệm đơn mà ba nghiệm đơn hơi lẻ cho nên cái việc thay nó hơi khó. Ba nghiệm đơn hơi lẻ, điều rồi có nghĩa rằng cái phương trình này nó phải sinh ra ba cái nghiệm kép. Đúng không? Tức là ví dụ đây có ba nghiệm x bằng 1, x bằng 2, x bằng 3 đi. Giả sử cái này là x bằng 1, x bằng 2 với x bằng 3 thì thằng này phải có x bằng 1, x bằng 2 với x bằng 3 đều là nghiệm. Đúng không? Thay x bằng 1, x bằng 2 với x bằng 3 vào đây. Đấy, ví dụ như thế thì chúng ta sẽ tìm được m. Đúng không? M nó phải thỏa mãn cả là nó sinh ra nghiệm x1, sinh ra nghiệm x2, nghiệm x3. Nếu như cái này mà ba nghiệm phân biệt thì thầy có thể khẳng định luôn là cái phương trình này không bao giờ tìm được m. Các bạn biết tại sao không? Nha, cái này ba nghiệm phân biệt mặc dù là nó không đẹp nhưng thầy có thể khẳng định luôn nó không tìm được m. Lý do là có tới ba cái giá trị thỏa mãn mà thay vào đây
Mà cái phương đây cái phương trình này lại phương trình bậc 2 của M, làm gì mà thỏa mãn được cả ba cái như thế, đúng không? Đấy. Đấy, tuy nhiên đó là dự đoán thôi. Bây giờ thì nếu như giả sử như là cái này nó lại cũng luôn đúng rồi đi, thì cái việc xử lý nó như thế nào? Đấy, giả sử như cái này luôn đúng rồi đi, không tìm ra được cái nghiệm nào cả, thì chúng ta có thể xử lý bằng cái nào? Hoặc cái bài này là cái nghiệm nó là nghiệm lẽ như này đi, mà cần trình bày tư luận thì chúng ta làm sao nhá? Đấy, có hai trường hợp. Một là cái này mà nó luôn thỏa mãn rồi thì ta không tìm được nghiệm, đúng không? Hoặc cái này là nghiệm kép rồi thì chúng ta không thử được, đúng không? Hoặc là cái này nghiệm như đúng cái bài đây mà cần trình bày tự luận thì làm sao? Đó, thì chúng ta còn một cái hướng đi nữa, đó là cái này nó đúng với mọi, đúng không? Nó đúng với mọi thì nó sẽ đúng với một số giá trị của x. Một số giá trị của x, tức là chúng ta có thể thay các giá trị của x vào để cho nó đúng. Yêu cầu nó đúng, chúng ta sẽ tìm m được. Ok. Đấy, gọi là phương pháp điều kiện cần và đủ đấy. Bây giờ là chúng ta thử này. Ví dụ như nó cái giá trị dễ thử nhất là cho x bằng lúc nãy thầy bấm máy tính cũng nhầm các bạn ạ. Thầy bấm máy tính thầy quên để thầy lấy fx bằng có là -2 đây. Chết rồi. Nếu mà nghiệm đẹp thì các em kiểm tra lại nhá. Bây giờ ngại vào đi máy qua máy tính thì không có, thì cuối cùng là đi vào lấy cái đào cái phần mềm về, vừa bấm xong thì bấm nhầm, giờ mới nhìn ra nãy mình bấm nhầm. Nhá, nếu như có nghiệm đẹp thì các bạn có thể làm phương án đấy nhá. Là thế ngược lại xem thế nào. Còn bài này còn một cái cách khác nữa, đó là gì? Như đã nói là nếu như đúng với mọi x thì nó sẽ đúng với một số giá trị của x, và do đó các bạn có thể thử thay. Ví dụ bạn thấy x bằng x bằng 0 chắc là dễ nhất, x bằng 0 thì f nó bằng bằng -3, đúng không? Thì thay vào nó là gì? Ở đây nó sẽ ngoặc đầu tiên sẽ là m bình này. F bằng -3 trông cũng xấu xấu ấy nhỉ. F bằng -3 thì này là m x bằng 0, không thì cả cái này bằng 0 rồi, may quá. F bằng -3 thì đây là trừ đi 2/8 à. 2/8 -3 nhân với đây là 2 trừ đi này là f cộng 1 đúng không? Mà f bằng -3 như vậy là 2 mũ -2 là 1/4 này. Yêu cầu cái này nhỏ bằng 0. Nhỏ bằng 0 thì cái này là dương rồi thì cái này phải nhỏ bằng 0. Này nhỏ bằng 0 thì chúng ta sẽ được m bình sẽ nhỏ nó bằng mấy đó? 3 trừ đi 2/8 cộng 2/8, tức là cũng nhỏ hẳn 4. Đúng không? Nhìn thế. Nhỏ hẳn 4 thì dẫn tới m bình mà nhỏ hẳn 4 mà m lại là gì? À đấy, được này các bạn này, m là nguyên dương này. M nguyên dương thì các em chỉ được là gì? M bằng 1 thôi. Đúng không? Bây giờ m bằng 1 thì các em lại thay trực tiếp vào xem nó có thỏa mãn hay không. Nhá. Đấy, nếu như nó không có thỏa mãn thì không có giá trị nào. Ok. Nãy thầy bấm máy tính nhầm nên thầy không biết là cách lúc nãy kết luận có đúng hay không. Chịu khó tí. Hay. Rồi, đó là câu số 45. Không có đây gì nào. Có 47 nào. Rất nhiều người sai nhưng mà chả biết tại sao các em sai này nên là phải giảng đây. Đấy, câu số 47 là phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt. Thì các em đặt này là T. Thì chúng ta thấy là mỗi nghiệm của T thì sinh ra một mỗi nghiệm của X. Và do đó thì thực ra nó hỏi phương trình này thôi. Này có hai nghiệm phân biệt. Thì các bạn muốn đúng kết quả đúng thì chúng ta phải phác thảo, đúng không? Một cái chạy từ âm vô cùng đến 2 này. Được chưa? Con 2 này không lấy, đúng không? Tại vì chỗ này không xác định con 2 không lấy thì các em có thể đánh số là như thế này. Sau đó là chạy từ gì? Từ 4 này. Từ 4 là cao hơn nhá. Từ 4 là cao hơn này. Xuống đến gì? Xuống đến con -1 là thấp hơn con -2 này. Xuống đến con -1 này. Sau đó lại vòng lên gì? Vòng lên 6 này. Cao hơn chút này. Vòng lên 6. Đấy. Thì đây các em sẽ xem là 4 lấy không? 4 lại cũng không lấy này. Được chưa? Và con 6 này là dương vô cùng. Đây không lấy này. Nhá. 4 không lấy vì đây là con -1 không lấy. X không lấy. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là muốn có hai nghiệm phân biệt thì như nào? À, có lẽ là từ đây đúng không? Từ con -1. Đấy. -1 này lấy, tức là m sẽ như nào? Bằng -1 đều được đúng không? Bằng -1 từ đây một nghiệm đúng không? Rồi m bằng -1 ok này. Đấy. -1 đến 2 là hai nghiệm rồi, m bằng -1 được này. Có hai nghiệm nha, m bằng -1 này. Rồi sau đó lên đến đây là gì? Tại 2 này. Đây chắc là từ 2 đến 4 đúng không? M từ 2 đến 4. Vấn đề là có lấy 2 lấy 4 hay không thôi nhá. M từ 2 đến 4.
Nếu bằng 2 thì cái này không lấy rồi. Đây lấy như vậy bằng 2 được, có 2 nghiệm. Bằng 4 thì có được không? Bằng 4 thì không lấy cái này, lấy cái này, như vậy không bằng 4 được. Như vậy được M như này với M bằng trừ 1. Ok. Nha. Nhiều người sai quá. Rồi câu số 48 chắc lại không vấn đề gì. Câu tiếp theo, câu số 49. Ui à, nhìn nó cũng loằng tàng hoàng phết nha. Đấy thì trong câu số 49 thì các em thấy là bây giờ biên độ phương trình thì biên độ phương trình nào trước, đúng không? Thì rõ ràng trong cái câu này chúng ta nhìn thấy cái này nó đẹp thì ta nghĩ đến cái việc biên độ trước này. Và cái này các bạn có cảm nhận được cái sự đối xứng không? X bình cộng y này, x bình cộng y này. Đấy là x y này. Như vậy thì ta thấy là cái vế bên phải thì nó dễ nhất, dễ hơn đúng không? Đó là có dạng là 2b nhân b nhân 2 mũ b. Đấy, tức là chúng ta biến đổi b đối xứng như thế. Thế còn bên này như thế nào? Còn con 2 này thì như thế nào? 2 này thì một là các bạn nhập lên trên này, hoặc các bạn đánh bật sang bên đây. Và thứ hai nữa là cái chỗ này là bên này là 2 mũ thì bên này 4 thì có nên viết thành 2 mũ, tức là viết thành là 2 mũ 2xy đi. Đúng không? Như vậy rất dễ là cái 2xy này sẽ là gì? Là B này, là A này nhá. Rồi ta làm từ từ đi. Y trừ 1 đây thầy sẽ làm từ từ cho các em. Đấy như vậy thì các bạn sẽ thấy đây là 2 mũ B rồi. Thì đây sẽ là 2 mũ A chẳng hạn này. Ok đúng không? Đấy. Rồi muốn có 2 mũ A như vậy thì đầu tiên là bên này là 2 mũ B, còn bên kia là có 2 mũ A, đúng không? Bên này là 2 B, tạm thời ta để thế đi. Thì bên này cần có gì? Cũng 2 hả? 2 mũ xy. Tuy nhiên đây là xy trừ 1 mà đây là b nhân b, thì các em có thể thêm cái trừ 1 đi. Thêm cái trừ 1 thì rõ ràng có nghĩa là ta chia bớt trừ con 2 đúng không? Chia thêm con 2, thêm 2 đây là mất 2 này. Quá đẹp này, đúng không? Thì đây sẽ là gì? Xy trừ 1. Rồi ok, vậy thì đối xứng chưa? Đấy. Có vẻ đối xứng rồi ấy nhỉ, được chưa? Chưa đúng không? Ở đây là vẫn chưa đối xứng. A ở đây chúng ta đang xem là 2xy đúng không? Như vậy 2xy thì có lẽ là chúng ta phải thêm 2 vào thôi nhỉ. Rồi bây giờ ta thêm 2 vào nhá. Nếu thêm 2 vào nó sẽ là 2xy nhân 2 ở đấy trừ 2. Thêm 2 vào như vậy thì ở trên này sẽ là 2 mũ 2xy. 2xy ở đó ta thêm nhân vào con 2, ta phải chia con 2 đi, là trừ 2. Ok, đẹp rồi, đẹp rồi. Như vậy là B và 2 mũ B. Đấy. Ok, như vậy là A ở đây đóng vai trò là 2xy trừ 2. Như vậy chúng ta sẽ có là 2xy trừ 2 sẽ bằng B ở đây lúc nãy là x bình cộng y, đúng không? Ok, chúng ta được phương trình này. Vâng, đây được phương trình này rồi thì tôi nghĩ là chúng ta thế vào dưới là chắc là ok thôi. Nó ít nhất là một biến. Thứ hai nữa là chúng ta có thể thử nghị khảo sát xem thế nào nhá. Em thử thôi nhá, nếu vướng thì lên lớp thì giảng tiếp, còn không thì thôi. Rồi ok, đề này chắc hướng dẫn lấy câu là đủ rồi nhá.